Lần này được gọi về là có hành động trọng yếu nên rất cần hai người hỗ trợ. Tuân lệnh. Nhanh, nhanh nữa lên, không thể chậm trễ. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Hành động lần này chỉ có thể thành công bằng không hãy mang đầu các ngươi về cho ta. Tuân lệnh. Là phúc không phải quả, là quả tránh chẳng qua. Thiếu Lâm đã lên đường rồi, võ đàng chúng ta sao chậm trễ được. Nghe nói lần này chuyện lớn lắm, ban chủ tập hợp hết huynh đệ rồi. Hết quần áo mới mặc rồi, sao tham gia? Tôi bỏ thịt chó lâu rồi. Đệ nhất ban phái lần này sẽ khiến thiên hạ phải trầm trồ. Ta nghe nói lần này ngay cả Tinh Miễu Cát cũng đã lên huyện về đất liền. Chuyện xem ra không hề nhỏ. Nga Mi tất nhiên sẽ không để mất mặt trước Võ Lâm. Các đệ tử hãy chuẩn bị thật kỹ. Tinh Miễu Cát xuất thế, phá bỏ lời thề không đặt chân đến đất liền. Lần này không đơn giản chút nào. Được rồi, nợ mới nợ cũ, lần này quyết lấy một thể. Đường môn lần này trông chờ vào các đệ tử. Báo cáo trưởng môn, mọi thứ đã sẵn sàng. Cẩm Y Vệ đã không ra tay thì thôi, một khi hành động tất phải thắng. Đệ tử Thiên Sơn nghe lệnh, thẳng tiến Tô Châu, để giang hồ biết Thiên Sơn danh bất hư truyền. Sẽ không có cơ hội để làm lại. Đây sẽ là thời khắc của chính đăng ước hẹn. Quý vị đã giúp giả đường xa để cùng tụ hội tại đây. Giờ thì còn chờ gì nữa, mau khai tiệc. Chúc mừng sinh nhật của ông. 9 năm ước hẹn, cuối cùng cũng có ngày Võ Lâm cùng nhau đơn chiến. Chúc mừng sinh nhật của ông. Trời, là mình đã đoán đúng rồi, sao uống này. Nhân tiện lễ kỷ niệm lớn này, ta cũng xin giới thiệu với Võ Lâm ẩn thế mới Tinh Miễu Cát. Xin quý vị một tràng pháo tay. Tinh Miễu Cát xin kính chào hoàng hậu nương nương và quý vị bằng hữu. Bữa nào rảnh mời quý vị đón thuyền đến Đông Tử Đảo nghỉ dưỡng nhé. Tinh Miễu Cát hân hoan chào đón quý vị. Thủ âm chân kinh 9 năm hiện ước, thủ âm bất diệt. Cứ vui đi, cơn cuồng phong của Võ Lâm sẽ sớm đến thôi.